Mến chào quý anh chị, là đại em đây, Phan Hảo và Rượu Ông Tàu chuyên xe hàng ngọc. Hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường nhựa của xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị trí em đang đứng đây là di chuyển ra ủy ban xã Long Mỹ khoảng tầm là 500m đó. Rất là gần luôn, khu dân cư rất là đông đúc. Trường học ủy ban thì rất là gần luôn quý anh chị, khoảng tầm 500m là trường học ủy ban. Rồi tỉnh lộ 44B đây cũng khá là gần quý anh chị, đi khoảng tầm 800m là ra tỉnh lộ 44B quý anh chị ha, đi thẳng đường này ra luôn. Thì hôm nay em có một lô đất mặt tiền đường nhựa tiêm vàng này luôn quý anh chị, cách biển Phước Hải đâu đó khoảng tầm là 3 km ha, khá là gần, đi khoảng tầm 5 phút đi xe là ra tới biển rồi. Anh chị nào đang tìm đất để làm nhà vườn nghỉ dưỡng gần biển Phước Hải, inbox liền cho em lô đất này ha. Tổng diện tích lô đất của mình là 661m², bám mặt tiền đường nhựa này là 35m, sâu vào trong là 24m, tổng diện tích là 661m². Đất của mình là quay về hướng Tây Nam. Lô đất phía bên tay phải màn hình quý anh chị ha. Đây quý anh chị cũng thấy là khu dân cư đây là rất là hiện hữu ha. Rất là đông đúc luôn. Điện nước đầy đủ như quý anh chị. Di chuyển ra tỉnh lộ 44B khoảng tầm là 800m là đến rồi. Thì lô đất của mình là đây quý anh chị, phía bên tay phải ha. Còn phía bên tay trái của mình là có cái nhà yến đây nha quý anh chị. Anh chị ngại thì mình có thể xem lô khác, còn không ngại thì inbox liền nha em. Tại vì lô đất của mình là chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi quý anh chị. Đây. Ranh mốc rất là rõ ràng đúng không chị ha, sổ sẵn công chứng sang tên ngay luôn ha, giá chỉ có 3,3 tỷ thôi đó. Thì em xin nói lại lô đất của mình tổng diện tích là 661m², bám mặt tiền từ mấy cặp bên này qua ngay mấy nhà cấp 4 bên kia là 35m mặt tiền đường nhựa, sâu vào trong là 24m ha. Tổng diện tích là 661m². Đường thông thương hết quý anh chị, mà giá cực kỳ hời, giá chỉ có 3,3 tỷ thôi, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm là 80 km. Thì đường nhựa này là thông về núi Minh Đạm, núi kia là núi Minh Đạm của gì ha, đi về núi Minh Đạm và đi qua Long Hải được luôn, cách biển Long Hải khoảng tầm là 4,5 km, và cũng là hướng đi về trung tâm của thành phố Vũng Tàu cách khoảng tầm là 18 km ha. Đó, đi hướng này đi đi về Hải Lâm Bầu Trứ, đi về Nguyễn Tất Thành đường 36m đi về thành phố Vũng Tàu của gì ha. Nói chung là đường ở đây là thông thương hết rồi. Ở đây mình xã Long Mỹ chuẩn bị là sáp nhập lên thị trấn Phước Hải rồi quý anh chị. Đất của mình là phủ hồng lên thổ cư thoải mái. Bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch xuống gì xem. Bên này người ta đang lên làm nhà rất là nhiều rồi. Điện nước đầy đủ rồi ha. Về lên thổ cư mình làm nhà thôi. Anh chị an tâm ha. Nào quý anh chị, đây là sơ đồ vị trí của mình ha. Địa chỉ là xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 661,4m². Đất mình là chưa lên thổ cư nha, nhưng mà đất phủ hồng toàn bộ rồi, lên thổ cư thoải mái. Tờ bản đồ số 36 thửa là 349. Đây là thửa đất của mình. Mình làm mặt tiền đường nhựa này. Ngang là bám mặt tiền đường nhựa là 35m, sâu vào trong là 24m ha. Để em soi quy hoạch xuống chị xem. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, quay về hướng Tây Nam nha quý chị. Bám mặt tiền đường nhựa là 35m, sâu vào trong là 24m, cạnh này là 17m1. Tổng diện tích là 661,4, đất ở nông thôn toàn bộ, lên thổ cư thoải mái ha. Anh chị quan tâm gần biển Phước Hải thì inbox liền cho em lô đất này. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.